Sau khi cân nhắc cẩn thận và chu đáo, tôi tuyên bố từ giã sự nghiệp bóng đá cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia ngay lập tức. Tôi cảm thấy vô cùng may mắn khi thực hiện được ước mơ chơi môn thể thao mà mình yêu thích. Nó đã đem lại cho tôi những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời. Đó là những dòng thông báo ngắn gọn được siêu sao GS Bale đăng tải trên mạng xã hội ngày 9 tháng 1, khép lại hành trình 17 năm chơi bóng chuyên nghiệp đầy thăng trầm nhưng cũng đầy vinh quang. Chắc chắn với một người ít theo dõi bóng đá, khi đọc những dòng tin tức về việc GS Bale giải nghệ, họ dễ biết rằng anh là một ngôi sao bóng đá. Nhưng với những tín đồ túc cầu giáo, GS Bale là hiện thân của tốc độ, của thể lực và là một trong những mũi đinh ba trong tam tấu BBC huyền thoại của Real Madrid giai đoạn Galacticos 2.0. Cả ba đã cùng nhau thi đấu chói sáng và thâu tóm mọi danh hiệu. Họ đã được bước vào ngôi đền huyền thoại khi còn chưa bước qua tuổi 30. Vậy ngoài Bale ra, hai cái tên còn lại là ai để có thể tạo nên tam tấu bùng nổ như vậy? Ngay bây giờ, ta hãy cùng hoài niệm lại bộ ba siêu sao vĩ đại của thành máy ngày ấy. Thú thật mà nói, với một câu lạc bộ hiện nay, chỉ cần một siêu sao lĩnh sướng hàng công và các vệ tinh chơi xung quanh thì cũng đã đủ tạo nên một sức tấn công mạnh mẽ. Việc để các siêu sao chơi bên cạnh nhau sẽ rất khó bắt nhịp cùng nhau. Chúng ta có thể thấy PSG làm ví dụ, Messi, Neymar, Mbappe chơi rất bùng nổ, nhưng cả ba siêu sao này phải mất hơn một mùa giải mới bắt nhịp được cùng với nhau. Nhưng cách đây hơn một thập kỷ, Real Madrid lại làm được điều thần kỳ đó. Họ đưa về sân bộ ba siêu sao gồm Cristiano Ronaldo, Karim Benzema và Gareth Bale, bắt đầu cho cuộc viễn chinh vĩ đại. CR7 là người cập bến thành máy đầu tiên với mức phí khổng lồ khi đó, 94 triệu euro vào năm 2009. Cũng phải thôi, để có được chữ ký của quả bóng vàng năm 2008 thì số tiền đó cũng là mức giá rất phải chăng rồi. Ít ngày sau, một cậu nhóc 21 tuổi mới nổi tại Ligue 1 trong màu áo của Olympique Lyon khi đó, Karim Benzema cũng được Real chiêu mộ với mức giá khủng không kém là 41 triệu euro. Nhiều người tò mò rằng anh có đủ trình độ để chơi bên cạnh Ronaldo trong tập thể đầy dẫy những ngôi sao và áp lực như Real Madrid hay không? Thì câu trả lời là chưa đến lúc. Benzema còn trẻ và kền kền trắng đang trong thời kỳ chuyển giao thế hệ nên mọi thứ cần thời gian. Lúc này chỉ có Ronaldo là nổi bật trên hàng công và chỉ cố giành được cúp nhà vua Tây Ban Nha 2010-2011, La Liga mùa giải 2011-2012 và siêu cúp Tây Ban Nha 2012. Khi đó đích thân chủ tịch Florentino Perez nhận ra như vậy là chưa đủ để Real Madrid nuôi thăm vào xương má. Ông lục tung cả châu Âu và bắt đầu đàm phán những mục tiêu chuyển nhượng. Và hậu vệ cánh trái trẻ tuổi khi đó là cái tên lạ lẫm, Gareth Bale, được đưa vào tầm ngắm khi anh đang trình diễn một tốc độ khủng khiếp tại Champions League trước Inter Milan. Và rồi Bale đến Real Madrid năm 2013, danh xưng BBC bắt đầu nổi tiếng toàn cái túc cầu. Real Madrid của Perez đã có tam tấu trẻ trung và bắt đầu cuộc chinh phạt danh hiệu. Dù vậy, ở Tây Ban Nha, trong thời gian cả ba chơi cùng nhau rất ít khi có được những phút giây vinh quang. Khi Real chỉ giành được cúp Tây Ban Nha năm 2013-2014, La Liga 2016-2017 và siêu cúp Tây Ban Nha 2017. Nhưng khác với giải quốc nội, bước ra đấu trường châu Âu thì lại là một câu chuyện khác. Bất kỳ đối thủ nào khi nghe đến việc họ phải chạm trán Real Madrid, biết được họ phải tìm cách ngăn chặn bộ ba BBC thì thực sự là một điều không hề may mắn. Bale cứ như một chiếc xe F1, hãy nhìn cách Mbappe bứt tốc bây giờ, thì khi đó tiền đạo xứ Wales còn chạy thích mất hơn thế. Bên cánh còn lại thì Ronaldo khuấy đảo hàng thủ đối phương với những pha đầu bóng, dê bóng lắt léo để chuyển cho Benzema ghi bàn bằng kỹ năng dứt điểm thượng thừa. Không cần biết đối thủ là ai, chỉ cần có tam tấu BBC ra sân cùng nhau trên hàng công thì khả năng chiến thắng của Real Madrid gần như chạm ngưỡng 90%. Bằng chứng là số danh hiệu khổng lồ có được của họ trên bình diện châu Âu và thế giới. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha trở thành đội bóng thành công nhất của thập kỷ trở lại đây với 4 chức vô địch Champions League năm 2013-2014, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018. Ngoài ra còn có 3 siêu cúp châu Âu vào các năm 2014, 2016, 2017 và 4 FIFA Club World Cup 2014, 2016, 2017 và 2018. Những thành công trên phần lớn đến từ triều đại của huấn luyện viên Zinedine Zidane, vị chiến lược gia người Pháp sở hữu đội hình gồm nhiều ngôi sao hàng đầu thế giới, trong đó nòng cốt là bộ ba trên hàng công Ronaldo, Benzema và Bale làm khuynh ngạn nhiều hàng phòng ngự tại La Liga lẫn châu Âu. Tam tấu BBC cứ thế được đánh giá hay nhất thế giới trong lịch sử bóng đá. Ngôi sao sáng nhất của Real khi đó chính là Cristiano Ronaldo, người giành được 4 quả bóng vàng, 3 chiếc giày vàng khi gắn bó với đội chủ sân Bernabeu. Sự hiện diện của ngôi sao người Bồ chắc chắn là chìa khóa thành công của Real khi anh trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử đội bóng với 450 bàn thắng. Ronaldo không chỉ là ngôi sao xuất sắc nhất Real trong một thập kỷ qua mà còn là một cầu thủ vĩ đại trong chiều dài xuyên suốt lịch sử đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha. Với Benzema, dù là tiền đạo cắm nhưng anh vẫn là người hùng thầm lặng trong những năm tháng thành công của Real. Cầu thủ người Pháp chính là người có sợi dây liên kết rất tốt với Ronaldo, thường xuyên là nền cho các bàn thắng cũng như sự tỏa sáng của đồng đội. Với nhiệm vụ ghi bàn, Benzema có 228 bàn thắng, nhưng Benzema cũng kịp có 126 đường kiến tạo và phần lớn trong đó dành cho Ronaldo. Cái tên còn lại trong tam tấu BBC là Bale, một hạt nhân trong giai đoạn thành công của đội bóng thủ đô thành Madrid. Không ai có thể quên những đóng góp của anh. Cầu thủ hiện 33 tuổi đã có 104 bàn thắng sau 238 trận trên mọi đấu trường cho Real,
trong đó có thể kể tới khoảnh khắc anh bứt tốc ghi bàn đánh bại Barca trong trận chung kết cúp nhà vua mùa 2013-2014, hay bàn thắng tuyệt đẹp ở trận chung kết Champions League mùa 2017-2018. Từ năm 2013 đến năm 2018, vậy là họ đã có nửa thập kỷ sát cánh bên nhau. Có những vinh quang tột bậc nhưng cũng có không ít những éo le, cái éo le của riêng họ, cái éo le của những ngôi sao lớn nhất. Mùa 2017-2018, Gareth Bale, Ronaldo và Benzema trải qua một trong những mùa giải kỳ lạ nhất cùng nhau. Kỳ lạ như thể đó là lời nhắn nhủ cuối cùng của họ trước khi chia xa, dù vẫn chinh phục được Champions League mùa 2017-2018. Nhưng tam tấu BBC không còn ra sân cùng nhau, những mảng tối bên trong cả ba siêu sao dần được hé lộ. Ở trận đấu chung kết với Liverpool, họ giống như một tượng đài hiên ngang giữa báo tố. Ngày Bale đến, người ta nói nhiều về việc anh có thể xung khắc với Ronaldo trên sân, nơi mà kẻ ích kỷ CR7 chưa từng nhường nhịn ai. Bale thì thi đấu dưới những tâm thế chớ với, anh nằm dưới cái bóng của Ronaldo, phải chơi lệch cánh, phải kiến tạo cho người đồng đội siêu sao, phải chịu những lời trách cứ không thương tiếc từ Ronaldo sau mỗi tình huống bỏ lỡ cơ hội. Nhưng anh cũng chơi như thể tương lai của Real nằm trong tay mình với 30 phút cuối ở trận chung kết với Liverpool. Với Ben Ren, gần 10 năm ở Bernabeu với anh không ngọt ngào như 5 năm ở Lyon, được ví là người đá cặp hoàn hảo nhất với Ronaldo. Trách nhiệm của Benzema là vô kể và được hoạch định rõ ràng là chuyền bóng cho CR7 ghi bàn. Giới chuyên môn từng đánh giá anh là cầu nối quan trọng bậc nhất trong lối chơi tấn công của kền kền trắng, chứ không phải là tay săn bàn. Nhưng rồi cũng có lúc gán cho anh biệt danh cay nghiệt, chú mèo lười. Trước Liverpool, Benzema vẫn chính là anh, khôn ngoan và cần mẫn, và rồi anh cũng có pha lập công ghi tên mình. Người còn lại là Ronaldo, đáng ra siêu sao người bổ cũng có thể ghi tên mình lên bảng tỷ số trong ngày Real lập hat-trick vô địch Champions League, nếu không có một cổ động viên bỗng dưng nhảy ra sân cản đường anh. Khát khao ghi bàn của Ronaldo luôn được thắp sáng mỗi khi cầu thủ này trên sân, anh xô đổ những lời gièm pha, chứng tỏ mình là cầu thủ lớn trong những trận đấu lớn, bỏ ngoài tai những lời hó để chứng tỏ sức mạnh tự thân bao giờ cũng lớn hơn tất thảy. Anh chưa bao giờ ngừng chứng tỏ cho mọi người thấy sự vĩ đại. Trong ngày ăn mừng cùng Real, cả ba đã có một bức ảnh cùng nhau. Đây có thể là thời khắc của một sự biến đổi, là thông điệp cuối cùng của một BBC từng làm mưa làm gió thời lục địa già. Champions League mùa 2017-2018, họ không có bất kỳ giây phút nào bên nhau. Điều lần đầu tiên xảy ra, Bale ghi 5 bàn trong 4 trận trước đó tại La Liga rồi lại lập một cú đúc vào lưới Liverpool. Hiện tượng bùng nổ như thể cứu vãn điều tốt đẹp nhỏ nhoi, như để dành điều tốt đẹp nhất cho lần cuối cùng. Nửa tiếng đồng hồ cuối cùng trong trận chung kết Champions League với Liverpool là khi người ta mới nhìn thấy tam tấu BBC tung bay. Dòng tích ẩn dụ của tờ Manga đặt lên tấm ảnh của bộ ba siêu sao, cái chết vẫn tràn đầy sức sống nói lên tất cả. Cái chết của BBC là điều đã được dự báo, nhưng không vì thế mà nó mất đi sự lấp lánh trong khoảnh khắc huy hoàng nhất. Hợp rồi tan, tan rồi hợp là quy luật thường thấy trong bóng đá. Nửa thập kỷ vừa qua với BBC, giờ cũng là lúc kết thúc, nhưng là một cái kết có hậu hơn bao giờ hết. Họ đã cùng nhau 3 lần liên tiếp lên đỉnh châu Âu, tạo nên một xu hướng mới về những bộ ba. Sự chia ly trên đỉnh cao là màn tri ân tuyệt vời nhất cho những gì họ đã cống hiến. 268 bàn thắng, 171 kiến tạo và vô số danh hiệu lớn nhỏ, tam tấu BBC xứng đáng là bộ ba đẳng cấp nhất vào thời đại. Ronaldo rời Real, sau đó là chuyển đến Juventus, MU, và giờ là anh dưỡng già tại câu lạc bộ Al Saud, Al Nassr. CR7 lùi về chốn bình yên để ngắm nhìn những thước phim tươi đẹp về sự nghiệp vĩ đại của mình. Trong khi Benzema từ ngày không còn Ronaldo, tiền đạo người Pháp đã lĩnh sướng hàng công Real Madrid, tiếp tục cuộc viễn chinh và giành được rất nhiều danh hiệu. Và quả bóng vàng 2022 như một sự đền đáp xứng đáng mà bóng đá đã mang lại cho Benzema trong những năm tháng mệt mỏi cống hiến. Bất ngờ là cậu em út của BBC, Gareth Bale lại là người nói lời chia tay sự nghiệp quần đùi áo số sớm nhất. Anh cũng vừa chỉ rời Real Madrid được nửa mùa giải. Nhưng cũng phải thôi, từ lúc Ronaldo rời đi, Bale cũng đã non nê danh hiệu cấp câu lạc bộ. Và anh không còn mặn mà với việc bất tốc khi trải qua quá nhiều ca phẫu thuật bởi các chấn thương dai dẳng. Cứ thế tam tấu BBC một thời giờ chỉ còn là ký ức. Với những người sống trong khoảng thời gian đó, thực sự là may mắn khi bóng đá chưa chạy theo thời đại kim tiền, những siêu sao luôn tập trung hướng về danh hiệu của câu lạc bộ. Benzema, Bale và Ronaldo là những vị tinh tú nổi trội nhất. Các Madridista sẽ rất nhớ về bộ ba huyền thoại, và người hâm mộ trên toàn thế giới cũng vậy. Giờ đây, mỗi người đã chọn cho mình một lý tưởng sống, một con đường khác nhau để đi. Nhưng có lẽ họ sẽ không bao giờ quên được mình là một phần của tam tấu BBC ngày nào. Khi cả ba hủy diệt mọi giải đấu và nhiều lần lên đỉnh châu Âu, nơi có thăng, có trầm và có tất cả, giờ chỉ còn là hoài niệm đẹp đẽ và tuyệt vời.